Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế xã hội nước ta và ngành thủy sản cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nhờ có các đòn bẩy về chính sách từ chính phủ và các bộ ngành, cùng với tín hiệu khả quan từ nhiều thị trường, ngành thủy sản đã hồi phục nhanh chóng. Hiện các quốc gia sản xuất thủy sản cạnh tranh với Việt Nam như Ấn Độ, Ecuador phải phong tỏa cách ly chống dịch dẫn đến sự sụt giảm về sản lượng sản xuất, xuất khẩu. Đây được đánh giá là cơ hội lớn khi nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tham gia phục hồi sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Theo dự báo là hầu như là các cái thị trường của chúng ta hiện nay các cái kho lưu trữ là cơ bản đã hết. Thì đây là một trong những cái mà chúng tôi tin tưởng rằng trong cái thời gian tới chúng ta sản xuất tốt ở trong nước, chủ động nguồn nguyên liệu, chủ động các cái sản phẩm để đáp ứng cho các thị trường. Và sau khi có những cái tín hiệu và các cái hoạt động giao thương trở lại thì chúng ta sẽ đẩy ngay được cái sản phẩm của chúng ta đã sẵn sàng vào các cái thị trường tiêu thụ. Thế đấy là cái nền tảng mà chúng tôi tin rằng là chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu về xuất khẩu. Ít nhất là chúng ta phải đạt trên 9 tỷ của USD trong năm nay. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục có hỗ trợ địa phương về quan trắc, cảnh báo môi trường, cùng với kiểm soát vật tư đầu vào, tăng cường dự báo ngư trường để giúp người dân yên tâm sản xuất, đạt mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đã đề ra.